Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Yu-Gi-Oh! Dismonter GX. Tập phim này, Sudai sẽ sở hữu cho mình một bộ bài Hero mới. Nói đến từ đâu, có mạnh hơn bộ bài cũ hay không? Trước khi biết câu trả lời thì hãy theo dõi đến cuối video nha. Kể từ trận thua với Edo Phoenix, Sudai gần như bị sốc tinh thần nặng nề, đến mức không còn thấy những lá bài của mình nữa. Mọi thứ đều trắng xóa, mặc dù những người xung quanh đều vẫn thấy được. Đây có thể là do ông tiên tri bí ẩn gây ra. Lần đầu tiên, mọi người thấy mộc Sudai không còn tràn đầy năng lượng như trước. Nhân cơ hội này, Osiris Red đang bị đe dọa bởi giáo sư, nên các thành viên còn lại cố gắng thay mặt Sudai bảo vệ nơi này. Cùng lúc đó, ông thần Fubuki lâu rồi mới xuất hiện, đến để đưa cô em gái về nhà Blue. Hai anh em họ sẽ trở thành một cặp idol theo lệnh của giáo sư, nhưng Asuka phản đối điều đó và họ giải quyết chuyện này bằng một trận đấu bài. Tình cảm anh em sức nẻ vì trai. Fubuki rút bài, triệu hồi Panther Warrior, kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Spotlight, tăng 300 sức công cho quái thú trên sân, úp một lá bài và kết thúc lượt. Asuka rút bài, kích hoạt ma pháp môi trường, nghi lễ nhà thờ, bỏ một lá ma pháp trên tay để kích hoạt ma pháp nghi lễ thiên thần máy móc từ trong bộ bài, hy sinh Cyber Prima để triệu hồi đặc biệt Cyber Angel Idaten với khả năng đặc biệt có thể lấy lại một ma pháp từ trong mộ, đó chính là vũ khí nghi lễ giúp tăng thêm 1500 sức công. Nhưng anh trai đáp trả bài 7, chiếc nhẫn bị nguyền rủa. Khi quái thú đeo chiếc nhẫn này sẽ không thể tiêu diệt quái thú đối phương, nhưng Fubuki vẫn phải chịu tổn thất từ đòn tấn công còn 3200 điểm. Anh ta rút bài, kích hoạt ma pháp cù lạc đường để triệu hồi hai Lem Token ở thế thủ, kích hoạt thêm ma pháp trang bị sự chỉ dẫn của số phận, giúp quái thú trang bị có thể tấn công trực tiếp đối phương, khiến Asuka còn 1700 điểm, úp một lá bài và kết thúc lượt. Asuka rút bài, kích hoạt chiếc hũ tham lam để rút thêm hai lá, triệu hồi Cyber Pedic Angel. Nhờ khả năng được quyền rút ma pháp Machine Angel Ritual từ bộ bài, hy sinh cả hai quái thú trên sân để triệu hồi Cyber Angel Darkini, có khả năng tiêu diệt một quái thú do đối phương chọn, tất nhiên là Lem Token, và tấn công thêm một lần nữa, khiến Fubuki còn 2800 điểm. Lập tức kích hoạt 7, khoảnh khắc kỳ diệu được kích hoạt khi sự chỉ dẫn của số phận trang bị cho Panther Warrior bị phá hủy và đưa xuống mộ. Có thể triệu hồi đặc biệt một Bronze Warrior, sức công được tăng thêm 300 nhờ Spotlight. Đến lượt rút bài, kích hoạt khả năng đặc biệt của Bronze Warrior từ bộ bài, có thể rút một lá quái thú chiến binh Fighter Lele được triệu hồi. Ngoài ra, còn có thể tăng thêm 400 sức công cho các chiến binh trên sân, kích hoạt thêm ma pháp môi trường Ultimate Stay Custom, chọn một quái thú trên sân mình và tăng thêm 3000 công thủ cho nó. Lệnh Fighter Lele tấn công hủy diệt quái thú đối phương trước, sau đó tấn công trực tiếp giành chiến thắng. Nhưng tác giả lại cho anh trở thành một diễn viên hài, bộ đồ trong ma pháp môi trường to quá, quái thú không thể tấn công được, chui ra thì bị giảm sức công. Ký đầu một cái khiến Asuka còn 900 điểm. Mình không ngờ là từ bộ bài Black Eye Darkness Dragon ngon bao nhiêu thì qua bộ bài này lại xàm bấy nhiêu. Asuka rút bài, hy sinh 800 điểm gốc để kích hoạt ma pháp trang bị, thực hiện hợp đồng, chọn một quái thú nghi thức có trong mộ và triệu hồi lên sân. Do khả năng đặc biệt được lấy lại ma pháp môi trường, nghi lễ nhà thờ trong mộ và kích hoạt nó, lấy lại tiếp ma pháp môi trường Machine Angel Ritual và kích hoạt luôn, hy sinh Idaten để triệu hồi Cyber Angel Benten, tấn công, chiến thắng chung cuộc. Nhờ khả năng đặc biệt khi tiêu diệt quái thú đối phương sẽ gây thêm tổn thất bằng với sức thủ quái thú bị tiêu diệt. Chuyển cảnh sang diễn biến tiếp theo. Bất chấp Osiris Red đang bị đe dọa thì Sudai vẫn còn đang thất thần. Cậu không đến lớp học, cũng không muốn gặp gỡ ai cả, vẫn không nhìn thấy những lá bài, ý chí chiến đấu gần như bị lao dốc. Manzume có đến khuyên ngăn nhưng cũng không khả quan. Thấy địch thủ của mình như vậy cũng thấy khó chịu trong lòng, kiểu chỉ có ta mới được quyền khiến hắn đau khổ. Hôm sau nghe tin ông tiên tri lộ diện đến tham quan Deal Academy dưới danh nghĩa là quản lý của Edo Phoenix. Âm mưu của ông ta là gì? Chúng ta sẽ biết câu trả lời sau. Lúc này, mọi người không thấy Sudai đâu nữa, chia ra đi tìm, không biết có khi nào nghĩ quẩn không. Manzume vô tình bắt gặp ông tiên tri trong rừng, thấy cậu có khả năng giao tiếp được với những linh hồn, nên gạ kèo đấu. Nếu chiến thắng, sẽ trực tiếp quản lý và đăng ký tham gia giải đấu thế giới như Edo Phoenix. Manzume thấy kèo thơm nên đồng ý ngay. Mục đích của ông ta là gì, sau trận đấu sẽ rõ. Manzume rút bài, triệu hồi V-Tiger Jet, kích hoạt thêm ma pháp vĩnh cửu, căn cứ tiền tuyến. Ở mỗi bước Man's Face, cậu có thể triệu hồi một quái thú loại Union cấp 4 trở xuống có trên tay, đó là W-Wing Catapult. Sau đó, dung hợp với nhau để triệu hồi VW Tiger Catapult, úp một lá và kết thúc lượt. Ông ta rút bài, kích hoạt ma pháp Vision,
rút một lá từ bộ bài, đó là The Hanged Man, bỏ lá bài đó về lại bộ bài và xào lại do chính tay của Manzome. Nếu lần sau cậu chọn trúng lá bài đó sẽ bị trừ 1000 điểm gốc. Kích hoạt tiếp ma pháp Switch of Sword is, nó sẽ tự xoay, đối phương sẽ kêu dừng lại. Nếu ở chịu đứng, quái thú phần sân đối phương sẽ bị tiêu diệt và ngược lại như chơi vòng quay may mắn. Nhưng lần này Manzome xui rồi, ông ta triệu hồi Clive of Pentacles, khả năng đặc biệt, nó sẽ không bị tiêu diệt trong trận đấu nếu lá bài dừng ở chiều đứng và ngược lại. Lần này thì Manzome dừng được ở chiều ngược. Ông ta kết thúc lượt, cậu rút bài, kích hoạt ma pháp Grateful Charity, rút 3 lá từ bộ bài và bỏ 2 lá trên tay. Kích hoạt tiếp Level Modulation, đối phương sẽ rút 2 lá, sau đó có thể triệu hồi một quái thú thăng cấp trong mộ mà không cần xét điều kiện, đó là rồng vũ trang level 7. Hy sinh tiếp để triệu hồi rồng vũ trang level 10. Lật luôn bài 7, Ojama Trio, để triệu hồi 3 con Ojama Token lên sân đối phương, nếu bị tiêu diệt sẽ trừ mỗi con 300 điểm gốc. Kích hoạt khả năng đặc biệt của rồng level 10, đưa một lá vào mộ, tất cả quái thú đối phương sẽ bị tiêu diệt, tấn công trực tiếp khiến ông ta còn 100 điểm. Khá hay đúng không nào? Đây là màn combo xuất hiện cả 3 bộ bài từ trước giờ Manzome sử dụng. Ông ta rút bài, kích hoạt ma pháp, sự lựa chọn của số phận, đối phương sẽ chọn một lá trên tay, nếu là quái thú sẽ được triệu hồi. Cậu chọn đúng lá bài The Hanged Man, bị trừ 1000 điểm gốc theo tác dụng của Vision. Sau đó, kích hoạt khả năng đặc biệt của quái thú này, một lần mỗi lượt, nếu ở chiều đứng, một quái thú trên sân mình sẽ bị tiêu diệt, đồng thời nhận thiệt hại bằng sức tấn công của nó và ngược lại. Định mệnh đã nói lên tất cả, Manzome thua cuộc, ông ta dụ dỗ sẽ xây dựng một bộ bài định mệnh có thể giúp cậu đánh bại Judai. Sang ngày hôm sau, như bị tẩy não, cậu bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác, gia nhập tổ chức ánh sáng và tôn thờ ông ta sẽ là người thống trị thế giới. Chuyển cảnh sang nội dung chính ngày hôm nay, Judai lên một chiếc thuyền cano bỏ trốn khỏi học viện. Trong lúc suy nghĩ về bản thân thì đột nhiên có một thiên thạch rơi xuống, đưa cậu vào cơn mê, cơn phê. Khi tỉnh dậy, cậu đang ở một hành tinh quỹ đạo quanh sao mộc được gọi là Neospace. Tại đây, cậu gặp một người bạn cá heo giải thích một cuộc hành trình mới. Nguồn gốc của mọi cuộc đấu tranh đều bắt đầu từ sự đối lập của ánh sáng và bóng tối, hay còn gọi là chính và tà. Trong đó, vũ trụ là thế giới bóng đêm dịu dàng, nơi mầm sự sống. Giờ, nó đang đứng trước nguy cơ diệt vong bởi ánh sáng của sự hủy diệt, và họ đang tìm một người sở hữu sức mạnh bóng tối chân chính để chống lại ánh sáng. Judai là người được chọn, nghe cứ ngược ngược ha các bạn. Nào giờ xem phim thì các anh hùng sẽ tượng trưng cho ánh sáng, tiêu diệt bóng tối. Vừa trình bày xong thì kẻ sở hữu sức mạnh ánh sáng xuất hiện. Vì bộ bài cũ của Judai đã trắng xóa nên người cá chỉ cho Judai bộ bài mới được gửi theo từ vũ trụ, trên đó có tên tập đoàn Kaiba. Khi cậu rút được lá bài thứ nhất, ký ức năm xưa chợt ùa về. Khi tập đoàn Kaiba có kế hoạch thu thập hình ảnh những lá bài từ các bạn nhỏ, những lá bài được chọn sẽ được đưa vào vũ trụ, chúng sẽ tiếp nhận tín hiệu của sự sống ngoài vũ trụ. Và Judai đã nuôi một giấc mơ to lớn đó bằng nỗ lực của mình. Không ngờ những tác phẩm do chính cậu vẽ đã được chọn. Quay trở lại trận đấu, cậu triệu hồi Cocoon Dolphin ở thế thủ và kết thúc lượt. Đối phương rút bài, triệu hồi quái thú ánh sáng 12 sao Light Source Beast Candela. Với mỗi lá bài trên tay, sức công thủ sẽ tăng thêm 1000. Tuy nhiên, không thể tấn công trong lượt này. Judai rút bài, triệu hồi Dandelion ở thế thủ và kết thúc lượt, cũng là một trong những tác phẩm của cậu. Lượt đối phương khi Candela trên sân sẽ không được rút bài, tấn công, tiêu diệt Dandelion. Khi quái thú này bị tiêu diệt, sẽ triệu hồi 2 Flip Token lên sân, kích hoạt chiếc khẩu tham lam để rút thêm 2 lá, kích hoạt ma pháp, hình thác, đưa những quái thú có tên Cocoon trên sân vào mộ, sẽ giúp bỏ qua những yêu cầu trong việc triệu hồi quái thú. Aqua Dolphin xuất hiện, hy sinh tiếp 2 Flip Token để triệu hồi Hero Neos, kích hoạt khả năng đặc biệt của Aqua Dolphin, bỏ đi một lá bài trên tay và chọn một lá quái thú trên tay đối phương. Nếu một quái thú trên sân của Judai có sức công cao hơn quái thú đó, nó sẽ bị phá hủy và gây thiệt hại 500 điểm. Làm liên tiếp 3 lần khiến đối phương còn 2500 điểm. Các lá bài trên tay bị phá hủy sẽ làm giảm sức công của Candela. Hero Neos dứt điểm, chiến thắng chung cuộc. Judai đã lấy lại được nguồn năng lượng và đam mê của mình. Vậy mới có câu, trước khi từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like cho mình để đón chờ những màn comeback của Judai. Bye bye!